đủ chữa bệnh cho mình nữa. Thôi bây giờ nói ví dụ mà con gà đó là nhiêu đó thôi là mình, tôi này nói thiệt chứ quý vị đó, tôi còn thèm nè, nhưng mà thèm mà mình không ăn. Quý vị thấy ở ngoài cậu ông trưởng mình không, quay nè, nào là cá lóc nướng nè, nào là gà quay nè, ở luôn rồi đó, thơm vừa vậy vậy mà mình cũng thèm vậy, nhưng mà thôi biết là thèm nhưng mà cũng dằn. À, để uống đi, dài quá, tắm gió lên hết nổi rồi. Này đã lên, tắm cảnh lên rồi, tối rồi lại xuống tiếp. Tại buổi tối này nghỉ hết còn mình đó. Chiều của ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch, Thành Bổn Cư Sĩ xin được cập nhật cho bà con cô bác xem thì clip của Thành Bổn Cư Sĩ xin được kết thúc ở đây nha quý vị. Thì rất là mong quý cô bác hoàn thiện ủng hộ Thành Bổn Cư Sĩ. Thành Bổn Cư Sĩ sẽ cập nhật thêm nhiều tình hình về cuộc lễ của ông ba cho bà con mình ở xa không biết được cùng xem nha quý vị. Và mến chào quý cô bác. Thank you.
Dạ lên YouTube cô ơi. Dạ. Cô về coi không? Cô có chơi xài YouTube không? Bấm như tên này là lên đây là có con ha. Dạ. Cư sĩ. Dạ. Con có quay giống như clip giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó khăn đó. Như là cô biết ở đâu hoàn cảnh khó khăn như là ấy thì cứ liên hệ có gì anh em công tác như là mình quay giúp đỡ. Nếu mà được cái duyên như là mạnh thường quân người ta thấy đó, người ta biết đến, người ta giúp đỡ rồi anh em con sẽ làm cái nhịp cầu và làm cái nhịp cầu bắt nhịp cầu gia đình, nhịp cầu giao cảm của mạnh thường quân đến bà con khó khăn vậy đó. Dạ. Yeah.
xuống mấy lần này, mấy xới rồi, xới rồi không, tí rồi không. Anh Dũng anh, anh Dũng anh nói là cậu gì ơi, tôi không ngờ luôn á. Anh lên cầm cái gì ơi. Mấy xới thì mấy này, mấy xới rồi. Xới chú ơi, xới gì ơi. Thôi bây giờ nói ví dụ mà con gà đó là nhiêu đó thôi là mình tôi này nói thiệt như vậy đó, tôi còn thèm nè, nhưng mà thèm mà mình không ăn. Quý vị thấy ở ngoài cầu ông trưởng mình không quay nè, nào là cá lóc nướng nè, nào là gà quay nè, ở đu rồi đó, thơm vừa vậy vậy mà mình cũng thèm vậy, nhưng mà thôi biết là thèm nhưng mà mình dằn lại, bởi vì mình thà thương máu thành thôi bỏ cây gạo này đừng quên lòng anh thể hiện không sao.